trước khi thiết kế một cái cơ hội giống như vậy thì Thái Công phải tìm hiểu là chủ nhà, cái lối sống người ta ra sao. Thì khách của Thái Công là ở nước ngoài và người ta dùng cái cơ hội này giống như là một cái khách sạn riêng. Người ta không có thích ở khách sạn mà thích ở một cái cơ hội của mình. Vài tuần, vài tháng người ta sẽ trở lại đây hưởng cái không khí Sài Gòn, nhưng mà cũng sẽ làm việc ở trong nhà rất là nhiều. Cái thử thách lớn cho cái ngôi nhà này thực sự là ánh sáng rất là nhiều, cửa sổ rất là lớn, của kiến trúc sư đã vẽ rồi, mình cũng không có thay đổi được. Thì tất cả những cái này thì mình phải thấy nó là thuận lợi, chứ mình nếu mình không có chống đối nó được. Đây là một cái phong cách của ngôi nhà này rất là ánh sáng lớn, thì mình phải thiết kế theo cái phong cách đó. Với Thái Công phải thiết kế làm sao bây giờ mà cũng giữ ánh sáng này lại, nhưng mà ở Sài Gòn là rất là nắng, đây hơi nóng rất là nhiều. Nhưng mà Thái Công cũng không có muốn treo một cái màn mà trắng vôn, vì Thái Công phải tìm một cái màn nào mà nó đừng có trắng quá. Phòng làm việc nó nằm ngay trung tâm của cái ngôi nhà này, bởi vì đây là một cái phòng đẹp nhất, và cái phòng này là anh chủ nhà sẽ ngồi đây và dòm ra sông Sài Gòn, dòm ra cảnh, và cái phòng nó lớn nhất và cái phòng nó sáng nhất thì cho chủ nhà ngồi thường xuyên đây, là bởi vì cái phòng này gọi là phòng làm việc. Mà Thái Công chọn cái bàn ăn này vì nó bằng gỗ Makasa. Gỗ Makasa là gỗ rất là gỗ quý, một cái trong một cái gia đình của gỗ Ebony. Mà Makasa nó có đặc biệt là nó có cái vân màu đen ở trong chõng. Cái bàn này là 2 x 8 mà có là một miếng gỗ bọc lại bằng Makasa, và người ta sơn bóng khoảng 15 lần để cho nó cái độ bóng nó rất là đặc. Và ở dưới là một cái chân bằng brass, bằng đồng, có cái màu bronze xâm trọng trộn lại, và cái nguyên cái chân đó là nặng khoảng 300 kg, và một cái bàn mà thật sự là đặc sắc vì vật liệu. Một cái không gian mà hiện đại như vậy đó thì Thái Công thường là phải làm một cái sự đối lập lại một chút xíu, có nghĩa là để kéo nó xuống lại thông thôi, nó rất là lạnh lùng quá. Để Thái Công chọn cái đèn pha lê của Baccarat mà nó cái ánh sáng rất là lấp lánh và nó lung linh. Mỗi ngôi nhà Thái Công thiết kế, Thái Công muốn đem đến sự ấm cúng cho chủ nhà. Ấm cúng là rất là quan trọng cho một cái không gian, vì nó đẹp, nó không ấm cúng cũng không sống được. Thực sự là cái ngôi nhà đầu tiên là phải ấm cúng, có tình cảm, cả gia đình được hưởng thụ, Thái Công gọi là from house to home. Cái phần thứ hai, Thái Công gọi là nó là sang trọng. Nó sang trọng, nó vượt hơn là cái sự mà đắt tiền. Có thể là mình mua đồ đắt tiền, mình sắp trong ngôi nhà, nhưng mà cũng không phải là sang trọng. Và cái phần thứ ba là vượt thời gian. Thái Công muốn làm cái ngôi nhà này, khách hàng hay là chủ nhà người ta ở càng lâu và người ta càng thích hơn, và càng ngày người ta yêu cái ngôi nhà càng nhiều hơn, nó gọi là timeless.